Vâng, các bác chuẩn bị nhận hàng. Ba bác, cây số 1, cây số 3 và cây số 4 em đã đóng hết tất cả rồi. Bây giờ thì đậy cái nắp lên và dán tem gửi đi cho các bác là xong. Sáng mai em gửi cho các bác nhận được. Vâng. Đấy, xin thưa với các bác là tất cả là đã được nằm trong thùng xốp, và trước khi nằm trong thùng xốp thì đã được bao bọc bởi cái giấy mềm đấy. Vâng, em xin quay và gửi đến cho các bác nha. Các bác xem. Và một cái đơn hàng của bác Hà Nội thì em hủy rồi. Em hủy rồi. Bác cái bảo ship phúc. Bác cái đặt cọc 3 triệu bảo ship, nhưng mà ship bây giờ là đóng hàng như thế này rồi. Bây giờ mà ra giả tung giả vé ra rồi nhận hay không nhận thì nó phiền hà lắm. Nên là cây em bán cho các bác như thế nào thì các bác xem bằng cái cách là quay video chụp ảnh gửi, cơ bản là cái lòng tin với nhau thôi. Cái lòng tin là thứ nhất là cây và chọn cây, là hoa là chọn hoa. Chứ bây giờ chúng ta tin cũng không tin nhau nữa thì ví dụ như em mà bán vớ bán vẩn cho các bác thì làm sao. Nên là cái mua này là chúng ta là phải là tin nhau, đặt lòng tin vào. Và người mua cũng vậy, người bán cũng vậy. Chúng em cam kết bảo hành đèn cho các bác từng cây một, nếu không phải là xanh Huế. Vâng, tôi vậy xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.